cũng cần phải đẹp một tí, kẻo giang hồ mà nó lại cao thì bảo là vợ như thế trong tập bộ là phải. Bà vợ thương anh mắc xấu quá. Bốn, nên là phải dùng đúng trọng điểm, giữ nước mơ và mùi nưng mà tán, không kẹo nhau lê lết lột áo mất quan điểm. Trong thì cứ nhắm hà bồ mà lên gối là đàn ông, nên mình hiểu rõ điều này. À, đây của đàn ông biết tập cung chuyên môn đã đến là không kể lệ khóc lóc, đã kể lệ thì thế đứa khác đến mình lấy loa kẹo kẹo kể cho sang dân. Sáu, tính có nhiệm vụ rõ ràng trước khi xuất quân ra trận, làm đúng theo quy định, không nhiều loạn từ binh ắt dân kiểm tra. Bảy, tuyệt đối không đi đánh ghen một mình, kẻo là nhập viện trước đối thủ. Tám, nhắm mà đánh chồng được là về bỏ được thằng chồng, còn không thì đừng có mà dài. Nên nhờ hai thằng em có khỏe để cản chồng lại là hợp lý nhất. Chúc chị em may mắn, chào tất cả chúng ta. Cháu thì mua ở Việt Nam để Hà Nội đấy. Ui, con nhìn có cái từ này thôi.